Hello cả nhà, thường trời mưa thì thời tiết sẽ rất là se lạnh. Cái áo lông này là lông thật đó mọi người, lông thú thật á. Và Tiền rất là thích bởi vì khi mặc vô nó giống như có một cái lớp da bảo vệ cơ thể vậy đó. Thời tiết lạnh thì các bạn cũng biết da của mình nó sẽ rất là khô, cho nên chị Tiền luôn cấp ẩm bằng serum này. Serum căng bóng da có thành phần làm căng da, sẽ khích lỗ chân lông, làm mịn da, giúp cho da mình trắng hồng. Và thời tiết lạnh này chúng ta đừng quên nhỏ vài giọt để giúp cho da mình cấp ẩm, giữ ẩm thêm nha. Thời tiết càng lạnh là da chúng ta càng khô, nó hút mất nước rất là nhiều. Tại vì lạnh chúng ta lười uống nước, cho nên là chúng ta phải sử dụng serum nhé. Và đặc biệt là buổi sáng Tiền đi làm, Tiền thường xức một lớp body Diệp Lục. Diệp Lục nó có thành phần bảo vệ luôn cái làn da của mình và bảo vệ luôn cái cơ thể của mình, cho da của mình nó vừa cấp ẩm mà vừa trắng hồng, da nó không có bị bết rít đó. Đây cả nhà, bộ đôi mà Tiền hay xài vào buổi sáng. Serum này 499.000, body Diệp Lục 199.000, giá là giá sinh viên nhưng mà khi mình xài lên là nó giá thượng lưu đó nha mọi người.